liên quan vụ bé gái 3 tuổi bị bắt cóc đòi tiền chuộc xảy ra trên địa bàn thành phố Tân An. Trưa 5 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Long An đã thu hồi toàn bộ 975 triệu đồng trao trả cho gia đình. Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An quyết định thưởng đóng cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Tân An, Công an tỉnh Long An, Phòng 6, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an, Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai số tiền 60 triệu đồng. Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thanh Sơn đã bắt cóc bé C, 3 tuổi, con anh T, 32 tuổi, phường 2, thành phố Tân An, Long An, đòi tiền chuộc 2 tỷ đồng. Gia đình anh T đã chuyển số tiền 975 triệu đồng vào tài khoản của Sơn. Sơn đã rút tiền mặt 337 triệu đồng để trả nợ cho 12 người. Trước đó vào ngày mùng 2 tháng 10, tại trường mầm non ở khu dân cư Kiến Phát, phường 6, thành phố Tân An xảy ra một vụ bắt cóc, nạn nhân là bé gái C, 3 tuổi. Sau khi bắt cóc, đối tượng đưa con ruột và bé gái về nhà và kêu tài xế ô tô du lịch tiếp tục chở cháu C lên thành phố Hồ Chí Minh. Trên đường, đối tượng liên tục sử dụng điện thoại nhắn tin cho cha, mẹ cháu bé yêu cầu chuyển tiền chuộc 2 tỷ đồng. Công an tỉnh Long An phối hợp công an thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, cục cảnh sát hình sự nhanh chóng triển khai chốt chặn các tuyến giao thông. Đến 21 giờ 30 ngày mùng 2 tháng 10, Sơn đã có mặt trên xe khách lưu thông theo quốc lộ 20 qua địa bàn huyện Tân Phú, Đồng Nai hướng về tỉnh Lâm Đồng thì bị công an bắt giữ. Khám xét trong giỏ sách của đối tượng có một số tiền mặt khá lớn. Ủy ban nhân dân tỉnh Long An quyết định thưởng nóng cho phòng cảnh sát hình sự, công an thành phố Tân An, công an tỉnh Long An, phòng 6, cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an, công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai số tiền 60 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Út, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An biểu dương thành tích xuất sắc của lực lượng công an trong phối hợp truy xét nhanh để bắt giữ nghi phạm đang trên đường lẩn trốn cách nơi gây án gần 120 km. Qua đây, các cấp, các ngành, trường học trong tỉnh cần tăng cường công tác bảo đảm an ninh tại trường, nhất là đối với bậc mẫu giáo, tiểu học để phòng ngừa các vụ việc tương tự.